Model là D5-7007DV. Dàn này full chức năng, đọc được đĩa DVD, CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn thì có hai ngõ optical, một in, một out, mình dùng làm đáp giải mã kết nối Max TV và hỗ trợ ngõ sub để kết nối sub điện rời, tăng thêm dãy âm trầm. Và đương nhiên sẽ có rất là nhiều ngõ AV, hai đầu AV ra 3.5 hay còn gọi là ngõ out dùng để kết nối với điện thoại, TV, máy tính. Mặt dàn là phay nhôm, em quay gần cho các anh xem nha. Phay nhôm rất là dày và mặt tiền rất là đẹp, logo nó phản xạ ánh sáng 7 màu rất là bắt mắt luôn. Trên dàn này mình có thể chỉnh được bass, treble, super bass siêu trầm trực tiếp trên âm ly, nên chất lượng âm thanh của điện năm thì đã quá ok rồi đúng không? Vừa là một bộ dàn thương hiệu, vừa là một bộ dàn thiết kế đẹp và vừa là một bộ dàn hay. Thì các anh cũng đã biết rồi, giá trị của những thương hiệu bộ dàn mà thương hiệu điện năng trên thị trường nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với mini thông thường, lẫn về ngoại hình, lẫn về chất âm và lẫn về giá thành, tất cả đều cao hơn so với mini thông thường. Hình thức thì quá đẹp, chỉ cần các anh thích là mua thôi, chứ khỏi lăn tăn suy nghĩ về chất âm của điện năng nữa. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, giao hàng tận nhà. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc trước giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Kết bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại 0931008099 để bên em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau cũng như chốt hàng ship hàng cho mình nha. Lo này em ghép theo dàn nha, là lo điện 5MG33, công suất của lo là 100W trên cặp lo, tức là 50W một thùng. Hình thức lo thì rất đẹp. Lo nói chung là thương hiệu điện 5 nói chung, mà cái model MG33 nó riêng thì đã quá quen thuộc và chất lượng âm thanh thì khỏi chơi về cặp lo này rồi đúng không? Hậu rất là sâu, lo nặng, rất là đẹp luôn. Nãy giờ thì mình nghe đoạn nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Thiên Trang, Thiên Quang và Quỳnh Trang qua đĩa mà đi. Thì bây giờ mình sẽ test qua CD luôn nha. Rồi em quay mặt sau kết thúc lớp test, em sẽ test luôn điện thoại. Trước khi kết nối qua chức năng CD, em sẽ test một đoạn nhạc không lời qua đĩa mà đi cho mình tham khảo. MD là đĩa của Nhật có tuổi thọ rất là bền. Mình có thể chép nhạc, xóa nhạc thoải mái trên cái đĩa MD. Và bên em có bán MD chép theo yêu cầu, ý thích của các anh. Các anh thích thể loại nhạc gì, tên ca sĩ gì thì cứ liên hệ với bên em để em chép nhạc vào đĩa MD cho mình. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng đĩa CD nha.
Dàn này được đọc được đĩa DVD nên sẽ có ngõ xuất hình màu vàng phía sau. Bây giờ mình sẽ test nhạc qua chức năng đĩa CD, rồi em sẽ test luôn qua chức năng điện thoại. Mình sẽ test qua chức năng điện thoại luôn nha. Cái clip em hơi dài rồi, em sẽ sợ các anh nghe clip không hết á. Bây giờ mình sẽ lấy đĩa ra. Qua kết nối điện thoại thì mình nhắn vào chữ like. Em đang kết nối ngõ CDR. Anh nhà ở đâu thế? Cứ ta lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về. Hát em chỉ cộng mời Rep cộng 2 Super bass siêu trắng em ở mức đo nhu cầu mình chỉnh bass chép để phù hợp nha. Nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Nên anh và tôi vẫn thế. MH7 ngàn 7 dB, 777 dB, công suất âm ly là 75W, hỗ trợ ngõ xích để kết nối xích điện rời. Bên em có bán rất là nhiều xích điện để ghép vào dàn điện âm này. Các nào có nhu cầu mua xích điện thì liên hệ em. Hai ngõ optical, một in một out, dùng kết nối mắt TV, TV thông minh qua ngõ optical in để làm giải mã. Và ngõ AV hay còn gọi ngõ out ít kết nối điện thoại, TV máy tính, em chọn ngõ CD phía trên. Thì phía trước mình chuyển về ngõ CD giúp em. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220 nha. Chiều cao của lo là 28cm và chiều ngang cả bộ dàn là 55cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng tầm 20-25m². Bây giờ em xin kết thúc clip test, các anh nào mua hàng thì liên hệ với em.